Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong video này chúng tôi xin nói tới một nhân vật mà bất cứ một người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào cũng biết tới. Vâng, đó chính là huấn luyện viên Park Hang-seo. Đến Việt Nam ở tuổi 59, cái tuổi mà đa số đều đã có thể bắt đầu những kế hoạch của tuổi già, nhưng phần đời còn lại của huấn luyện viên Park Hang-seo ở đây lại bắt đầu bằng tuổi trẻ. Khi mà Tiến Linh ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 vào lưới của đội tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hôm 15 tháng 10, thì ở bên ngoài đường pitch, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có hành động lạ. Thay vì ăn mừng thì ông quay vào ghế ngồi, hai tay ôm đầu và nhìn xuống đất, lặng im. Trong 2 năm ở Việt Nam, mỗi khi như vậy là thầy Park lại đang cố gắng che giấu những cảm xúc yếu đuối nhất của mình. Có lẽ lúc đó ông đang rưng rưng vì cậu học trò nhỏ đã đáp lại lòng tin của mình. Để hiểu vì sao thầy Park có thể đã xúc động vì Tiến Linh thì phải nhìn lại cả một quá trình. Lần đầu tiên Tiến Linh xuất hiện ở trên sân trong vai trò đá chính, đó là trận chúng ta thắng Campuchia ở vòng bảng AFF Cup 2018. Tiền đạo của câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp bằng cú đánh đầu như sách giáo khoa. Nhưng sau đó Tiến Linh không có nhiều thời khắc tỏa sáng. Ở Asian Cup 2019, sau khi anh Đức giã từ đội tuyển thì ông Park đưa Tiến Linh và Hà Đức Chinh sang UAE với mục đích là tìm người thay thế cho đàn anh. Thế nhưng người được ông kỳ vọng là Hà Đức Chinh vẫn không thoát được những giới hạn từ thời còn ở Thường Châu. Chinh đen càng đá càng lùi về phong độ, phải xuống chơi cho U22. Trong tay ông Park gần như là chỉ còn lại Tiến Linh là đúng mẫu trung phong mà bất kỳ đội tuyển nào cũng cần có. Nhưng ngay cả Tiến Linh cũng cho thấy là anh chưa sẵn sàng, buộc ông Park phải gọi anh Đức trở lại đội tuyển để dự King Cup 2019. Đó là giải đấu mà Tiến Linh vắng mặt, phải xuống đá ở U23 và ghi bàn vào lưới Myanmar trong trận giao hữu tại sân Phú Thọ. Hà Đức Chinh là người từng được đặt nhiều hy vọng từ U23 châu Á 2018. Bất chấp những dị nghị, thầy Park liên tục tạo cơ hội để anh đá chính. Nhưng có lẽ đó là một thất bại. Nhưng với Tiến Linh thì ông đã có quả ngọt của mình. Ông đem Tiến Linh sang Thái Lan ở trận đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2022 cho đá chính nhưng rút ra ngay sau giờ nghỉ để sau đó 2 ngày anh lập cú đúp vào lưới U22 Trung Quốc. Ông cất Tiến Linh ở trận đấu với Malaysia nhưng lại cho anh đá chính ở tại Bali và cuối cùng anh đã ghi bàn. Những bài test liên tiếp được đưa ra và bằng một cách nào đó Tiến Linh vượt qua nó một cách nhẹ nhàng. Để cuối cùng mọi thứ đã đúng với canh bạc của thầy Park dành cho cầu thủ này. Với Tiến Linh thì ông đã không thất bại như là Hà Đức Chinh. Và câu chuyện của Tiến Linh chính là tất cả những gì có thể xem là bí mật thành công mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đã làm trong 2 năm tạo lập lên đế chế mang tên mình ở bóng đá Việt Nam. Khi ký hợp đồng với VFF, ông Park thừa nhận những gì ông biết về bóng đá Việt Nam chủ yếu là đến từ đội bóng vừa thi đấu ở U20 World Cup tổ chức ngay tại Hàn Quốc. Chính thành công của bóng đá trẻ Việt Nam khi đó đã cho ông một công việc nhiều tham vọng. Hay nhìn ở một khía cạnh khác, thầy Park như là được tái sinh khi đến với bóng đá Việt Nam. Cái tuổi 59 của ông hóa ra không phải bắt đầu dưỡng già mà lại là khởi đầu cho cuộc chinh phục chưa có hồi kết. Đó thật sự là một sự bắt đầu ngược đời và mạo hiểm nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bóng đá trẻ Việt Nam vốn dĩ có tiềm năng nhưng lại tiềm năng rủi ro rất lớn. Năm 2001, huấn luyện viên trẻ tuổi nồng nhiệt người Brazil Dido đã bị mất việc sau khi thất bại ở SEA Games 2001, kỳ đại hội thể thao đầu tiên mà bóng đá nam dành cho tuổi U23 ở Đông Nam Á. Năm 2002, huấn luyện viên Henrique Calisto hàng đêm vẫn phải bắc ghế ngồi uống bia ngay trước buồng thang máy để canh chừng một số cầu thủ trẻ, nhất là thần đồng Văn Quyến, lẻn ra khỏi phòng đi chơi. Năm 2005, huấn luyện viên Alfred Riddle cũng phải làm việc tương tự ở khách sạn Bacolod, Philippines vì lối sinh hoạt bừa bãi của nhiều cầu thủ U23. Ông than thở rằng mình như là lão già canh chừng đàn con, vậy mà vẫn lọt scandal bán độ SEA Games 2005, làm hỏng cả một lứa cầu thủ có thể coi là thế hệ vàng đệ nhị. Tỷ lệ cầu thủ trẻ Việt Nam dính tiêu cực nhiều hơn cả những đàn anh thành danh. Nhưng khi huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng đội ngũ, ông bắt đầu từ lứa U23, một tập thể được kết hợp giữa hai lứa U19 các năm 2014 và 2016, rất tài năng nhưng khi đó mang nhiều hoài nghi sau thất bại SEA Games 2017.
Ông Park chỉ có một tuần để làm việc trước khi cùng với U23 Việt Nam dự giải giao hữu M150 Cup tại Thái Lan và đã có chiến tích đầu tay khi đánh bại đội chủ nhà trong trận tranh giải ba. Rồi chỉ nửa tháng sau đó là kỳ tích tuyết trắng Thường Châu. Tất cả các cầu thủ từ đợt tập trung khi đó hiện vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng trên mọi cấp độ. Có người nói là ông bảo thủ, cũng có ý kiến ngợi khen sự kiên định của ông, nhưng chắc chắn là không ai có thể phủ nhận đến lúc này ông vẫn đang đi đúng con đường của mình. Và đó là lý do đừng gọi huấn luyện viên Park Hang-seo là thầy phù thủy. Ở cái tuổi nếu sang Việt Nam mà thất bại thì có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp về chiều của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn cách khó nhất mà một huấn luyện viên chuyên nghiệp ít ai chịu làm. Đó chính là xây dựng nền móng bằng kinh nghiệm của một người có sự nghiệp không suôn sẻ cùng với tình cảm của một người lớn tuổi yêu quý gia đình. Ông xây dựng đội bóng bằng tính kỷ luật của một người cha với những đứa con vì sự khắt khe của một ông cụ với lũ trẻ đáng tuổi cháu mình. Ngày Hà Nội FC thông báo chuyển Văn Hậu sang Hà Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo không giấu được cảm giác bị sốc. Không phải vì bất ngờ mà có lẽ nhà cầm quân người Hàn Quốc không tin rằng ông không phải là người biết thông tin ấy đầu tiên. Văn Hậu là cầu thủ duy nhất chắc chắn được vào sân dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Vị trí của anh thậm chí còn bất biến hơn cả Nguyễn Quang Hải. Đó là cầu thủ trẻ nhất đội nhưng là ví dụ tiêu biểu nhất cho triết lý dùng người của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông thà để dư luận phản đối vì từ chối Nguyễn Văn Quyết chứ không để bản thân thất bại khi đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Những người đã vì ông mà kiên trì từng ngày để phá vỡ các giới hạn của bản thân. Những bài vở ở trong tập luyện của huấn luyện viên Park Hang-seo không quá bí mật và khác thường. Mật độ thi đấu liên tục suốt 2 năm qua càng khiến cho quỹ thời gian chuẩn bị của nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không nhiều để áp dụng một công nghệ đặc biệt nào đó có tính cách mạng trong lối chơi. Vẫn chỉ là phòng ngự phản công cùng một chút uyển chuyển về sơ đồ 3 trung vệ. Nhưng các đội tuyển ở dưới tay ông lại chơi cực kỳ ấn tượng về yếu tố thể lực, phẩm chất tinh thần và sự khôn ngoan trong tư duy chơi bóng. Nhiều cầu thủ khi lên đội tuyển gần như là trở thành con người khác, kể cả những con người chỉ mới lần đầu tập trung. Ví dụ như Trọng Hoàng, vốn đá tiền vệ công, chơi băm bổ cho nên là có biệt danh là Hoàng Bò. Thế nhưng anh lại đang tỏa sáng với vai trò hậu vệ và sự thông minh khi chọn truy cản đối phương. Hay như Quế Ngọc Hải từng có thời bị xem là đao phủ, thì lúc này giống như là một chiến tướng giữa trận tiền. Có người thậm chí không chơi bóng, vừa phục hồi chấn thương vẫn có thể ra sân đá tròn trịa chỉ sau vài ngày lên tập trung đội tuyển. Nhiều người đã cố công quan sát cách mà ông Park huấn luyện cũng chỉ thấy ông chủ yếu yêu cầu việc duy trì cự ly chiến thuật và kỷ luật đấu pháp trong các buổi tập. Huấn luyện viên Park Hang-seo không phải là thầy phù thủy, ông không tạo ra điều gì huyền diệu cả. Đội tuyển của ông là một cỗ máy chiến thắng được cấu tạo bởi phẩm giá của một gia đình biết bảo vệ nhau. Người lớn tuổi nhất sẽ bảo vệ những người còn lại. Cỗ máy đó được vận hành bằng dòng nhiên liệu thượng hạng mang tên niềm tin, thứ năng lượng tích cực và nguyên sơ nhất để thúc đẩy con người tự tìm cách phá vỡ các giới hạn của mình. Người hâm mộ bóng đá đã ít nhất 3 lần dùng từ thế hệ vàng để gán cho các lứa cầu thủ trong dòng chảy của bóng đá Việt Nam. Đó là thế hệ của Huỳnh Đức, Hồng Sơn, rồi đến Văn Quyến, Công Vinh và lúc này là Quang Hải, Văn Toàn, Duy Mạnh. Mọi thứ so sánh trải qua thời gian đều có thể gây tranh cãi. Vậy sự khác biệt nằm ở chỗ ai là người biến thế hệ vàng đó trở thành đặc biệt? Nhà cầm quân Park Hang-seo chính là vị tướng thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Những con số thống kê đơn thuần có lẽ là chưa phản ánh chính xác tầm quan trọng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại SEA Games 1995 ở Chiang Mai, Thái Lan, bóng đá Việt Nam đánh dấu sự trở lại đấu trường khu vực bằng thành tích Á quân. Tuy nhiên ở giải này chúng ta thảm bại trước đội chủ nhà với tỷ số 1-3 tại vòng bảng và 0-4 ở trong trận chung kết. Và từ đây chính thức bắt đầu căn bệnh sợ Thái Lan. Hơn 20 năm qua bóng đá Việt Nam chỉ thắng người Thái có 2 lần ở các giải đấu chính thức, đó là bán kết Tiger Cup 1998 và chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Trong hơn 2 năm dẫn dắt U23 và đội tuyển Việt Nam, thầy Park đã chiếm ưu thế vượt trội trước Thái Lan với 3 thắng 1 hòa. Và quan trọng hơn, thế hệ cầu thủ hiện tại đã chấm dứt nỗi ám ảnh mang tên Thái Lan. Giờ đây trong tâm thế của Quang Hải, Duy Mạnh và Văn Hậu, đụng độ người Thái giống như là gặp các đối thủ khác mà thôi. Đây chính là sự phát triển mang tính bước ngoặt bởi tất cả các đời huấn luyện viên ngoại trước thì đều thất bại và chỉ có thầy Park là thành công mà thôi.
Dĩ nhiên là thành phần U22 hay U23 và đội tuyển Việt Nam vẫn có những cái tên nổi bật đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật 3-4-3. Thế nhưng cái hay và sự khác biệt của huấn luyện viên Park Hang-seo là đã xây dựng được lối chơi đồng đội, sự đồng đều về lực lượng, tính kế thừa. Không cầu thủ nào là bất khả xâm phạm dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Chưa hết, gần như là không có sự chênh lệch giữa đội hình chính và đội hình dự bị. Thậm chí là mỗi lần điều chỉnh chiến thuật là một lần mang đến sự đột biến cho U23 hay là đội tuyển quốc gia. Sự đồng đều về đẳng cấp, lực lượng giúp cho đội tuyển Việt Nam đạt thành tích độc cô cầu bại trước các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Trong nhiệm kỳ đầu tiên cùng bóng đá Việt Nam, thầy Park thất bại 7 trận. Trong số này thì U23 Việt Nam thua Hàn Quốc, Uzbekistan cùng 2 lần. Đội tuyển Việt Nam bại trận trước Iran, Iraq và Nhật Bản. Căn nguyên của những thất bại này là thiếu kinh nghiệm và sự chênh lệch về đẳng cấp không hề dễ san bằng trong một sớm một chiều. Điều đáng mừng là bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đang đi trên con đường vươn tầm top các đội mạnh ở châu Á. Những trận thắng trước Yemen, Jordan tại vòng chung kết Asian Cup 2019 đã chứng tỏ là chúng ta không hề ngán ngại các đội bóng Tây Á. Mục tiêu của nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang-seo chính là rút ngắn khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và nhóm các đội mạnh nhất châu Á gồm có Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Australia, Ả Rập Xê Út, v.v. Vòng loại World Cup 2022, đặc biệt là hai trận đụng độ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE chính là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để kiểm chứng sức mạnh thật sự cũng như là sự tiến bộ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời gian qua. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.